Siêu to khổng lồ đây. Chạy qua con.
Kêu đói bụng nha. Không có quá.
cái thùng B, đổ cái thùng B hết em, rửa thùng B em theo. Nãy có thằng này mà hồi lúc tối mà có thằng một chạy một cái rồi. Tưởng đâu là chết. Ừ. Dướng luôn á. Dướng cái gì luôn á, nó chạy trên cái đó nó chạy. Nhà mình ra mình hất buộc á. Nó mà qua, nó mà nó chạy không quen đường mà nó qua ngay cua chỗ nhà đồng gắn là chết, nó băng vô cục điện luôn. Tốc độ đó nó ôm cua kìa. Tốc độ đó không có ôm cua. Ôm vô cục điện thôi. Tưởng là đường thẳng không á. Chút một cái. Vô con. Phải gắn bạn hạn chế tốc độ bên kia đó. Ok. Rồi được chưa? Rồi ok. Làm cái đường rồi về đi. Làm trong bên xã nó còn xuống cái mình gỡ. Xuống đập rồi để chờ chết rồi. Này. Mình tốn tiền làm. Mà khu dân cư phải làm chứ, nó đó, cái đó nó phải làm luôn á, nó lại nhà nước cái đó phải làm luôn á. Cái gì đó? Cái đó gì? Cái kia mà cái gò gò lên đó. Rồi tới đó mình chạy tắt cái đồng cây gà. Ở lại cái nó chạy ẩu thôi chứ tôi thấy nhà hai bên này nó là mình tự tốt. Mình tự tốt. Tự mình làm gò nó cũng chạy bình bình nhất. Chạy tới nào đầu. Ta bảo vệ người ta luôn chứ không động ta hả? Mình cũng đâu có sung sướng gì. Thì tử như tư. Ủa thế là lỗi. Vấn mình trước à. Thế là lỗi. Thái lên luôn cho. Lỗi thế. Người nhà quýt mình chứ hả? Trời chưa ham hả? Người nhà tôi nói cuộc. Con gái người ta. Em mới chạy chứ đó té em ra em dặn thêm vài cái vậy. Cho mấy đứa. Với lại
rồi chưa hả ơi, cha mẹ ra con mang mang lấy cái đồ thôi, con đừng có đổ dưới lá khô à. Có bao không mẹ? Có bao không? Đổ ra mà này thôi là bao mà. Đổ ra miếng bao rồi nè, đổ miếng bao rồi, cái chiều túm miếng bao lại. Đổ cái nồi nước đi, đổ nồi nước đi, đổ ra đó cho chó nè. Tô đấy. Ở đây hết rồi. Ủa hết xuống dưới xúc xoài á. À quên.
xuống dưới dùm đây. Thôi lát mình đi có gì mình chở về. Bây giờ mà bây giờ tôi thấy là nếu mà còn là mấy con mấy cây đẹp đẹp nhỏ nhỏ. Mà mình đi nè, để nắng nè. Muốn mua là ngày này nè bắt đầu. Đi ra nó đổ cũng không, mà bây giờ nghe nó không có cho bán rẻ đâu, thà là đứng đứng nghe con có xe nè. Chưa thấy cái bụng mà ăn chạy long nhông vậy đó.